Giảm xin chào tất cả các anh thủ ạ Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video này là video số 415 Ngày 19 tháng 12 Video hôm nay sẽ có là một cái cần câu tôm đầu tiên nè Đấy Cái cần nội địa nhật luôn NFT Và hôm nay sẽ có cần mini luôn nhá Hôm nay sẽ có là mấy những cái mini uh, Mini nhật bãi nè Mini marine Mini daiwa Daiwa và hai cây carbon nhá hai cây carbon bên này Hôm nay là sẽ có cần dây trong cho mình Cần dây trong này hôm nay có một, uh, hai cây màu tím nè Cũng đẹp nhá Và phôi sóng ít nè cái ba khúc dắp khúc cho mình và những cái um, phíp phím nhật cho mình phím nhật nha phím nhật uh, cầu câu đơn ngâm lăng c và hôm nay sẽ có là một cây daiwa kenzaki cứng 80 và một cây um, nhật luôn cây japan cái này hình như alpha ticker đó và cái này ba uh, khúc nha ba khúc cho cái đánh biển độ cứng nó cao lên đến tặng là 350 cứng 350 nhá rồi hôm nay là uh, cuối cùng là sẽ em sẽ có là những cây câu cho các anh câu gình câu cầu cạn và câu uh, gần đá mấy cái đá thì dạng dạng đá sang hô rồi các kiểu nha đây đây là những cái iso iso cần câu uh, cảm giác và cần câu uh, theo phong cách nhật nha đây hôm nay có những cây dài và những cây có thể hạ tay luôn hạ tay đánh săn hàng câu đơn đài cái này sống ít uh, tầm 6 m ba cứng ba nè cái này cây suzumi nhật và cuối cùng là gamakatsu nhá và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại có kim trên màn hình số điện thoại của em là hai và giá bên em báo nha chưa bao gồm phí ship phí ship mỗi cần là 40 k ạ à. anh nào đặt trên hai sản phẩm em mới hỗ trợ bao ship được nha và hoặc là các anh uh, chuyển khoản thanh toán trước thì em sẽ bao ship ạ à. rồi em xin phép là sản phẩm đầu tiên <laughs> đầu tiên là một cây cần cho các anh câu uh, dạng câu bè câu tôm cái này là một cây của hãng nft nhá nft cái này nội địa nhật luôn phôi phíp quả tay cầm là cán bằng còn siêu chưa xé nè Bá là bách hãng bách quận còn xài ok ngón cần 1.5 ly trọng lượng là 197 g và cái này thu gọn là 35 c nhé ở vùng dưới đây nó nó, nó, nó trọng lượng nó nó nặng hơn này và cái cái này là cái kim loại này. kim loại nó dày nên nó nặng cái phần này và ngọn của nó đây đấy nè phôi tất cả ok nhá phôi cần là phôi phíp cái này nft nhật bản cần ra rất thẳng cực kỳ thẳng luôn nè đầu có cảm giác nó rung như vậy nè đấy rồi mã số 1 giá 200 mã số 1 giá 200 nha cái này nguyên bản đẹp ở bên dưới nè <laughs> mã số 2 là một cây cần câu máy loại cần câu đánh câu tôm cũng được những cây mini thì các anh có thể câu tôm được rồi và cái này có thể câu đơn ngâm lăng xe nhá dạng đó cái này là một cái ship mát ship Fuji nè có in chữ Fuji và bạn Korea xuất nhập tay cầm cán uh, da bọc bọc da cho mình bạn ngon xem bọc da này. và ngọn cần là 1.7 ly trọng lượng là 206 g thu gọn cần là 7 47,5 cm nhé 47,5 bát là bát đồng Đấy. bát quặng bát hàng hoặc wow. khen là khen hạng luôn <laughs> khen thì đã thay rồi đã thay rồi nhá khen sáng đẹp hết nói chung là những cây này cái ngọn của nó thì nguyên bản đó nhá đây, một khung chạy bên trời. Ngọn Đấy. Nước sơn của nó cũng còn ok các nha. Đó, ít xước thôi, ít xước nhỏ nhỏ thôi. Rồi, 1,8 nha. Cái cần cái cần này thì nó có chiều dài là 2,1 m nha. Chiều dài của cần là 2 m. 10 m 2 m và độ cứng của căn sẽ là cái này nãy nha, độ cứng của nó 2 20 25. Nó nãy. Cái này nãy nha, cái phô nó nãy. Mã số 2 giá căn là 290. Mã số 2 giá 290k. Đây đây là một cái căn màu đen các nha. Đây, một cái căn mini màu đen, chiều dài căn là 2,1 m, ngõ căn là 1.7 ly, trọng lượng là 148 g. Đây cầm cán mút ạ bát là bát hạng bát quặng nha bát quặng đây phôi ngọn nè phôi thì nó có bòi thì nó sơ sức cho mình và khoen cũng là khoen khoen hạng hết ngọn của nó đây ngọn dạng ngọn đặc nha đây là ngọn đặc nha một cam đây, đây. Phôi này phôi lỏng này Đấy. rồi căng ra thẳng độ cứng cái này sẽ là trên 25. Trên 25 luôn nha. Mã số 3 giá là 200k. Mã số 3 giá 200. Chắc ok. Rồi cái tiếp theo là một cây lóng dài hơn nha. Cái này thì nó có chiều dài là 2,7m, thu gọn của nó là 78cm. Thu gọn cần lóng 78cm nha. Tay cầm được uh, sơn nhám này. <laughs> Và cái này ngọn cần là 1.4 trọng lượng là 158g bác là bác hạn khuyên hạng luôn bác gặp này kêu rất đẹp đây. ngoại hình đây cái này thuộc hạng uh, Pro Madine nha nó thuộc hạng Pro này ok cái này là một cây uh, toco Club nhá Toto Club và cái này phôi của nó sẽ là phôi pha cho mình vừa phím vừa carbon cho nha <laughs> đây dạng khuyên nguyên bản của nó khoen này không phải là khuyên thay khoen này khuyên nguyên bản ngọn là dạng ngọn uh, ngọn trắng luôn trắng luôn đặt luôn nha đặt rồi, cái này đặt rồi nha. đặt luôn nè. Đây. Nước sơn phôi là màu đỏ, màu đỏ bóng, rất bóng. Đỏ đậm. Có vài điểm sơ xước nha, có vài điểm sơ xước thôi. Rồi, 2,7, độ cứng căng là 20 ạ. À. Cái này độ cứng 20 nha. <laughs> Mã số 4 giá 300k. Mã số 4 giá 300, thu gọn 78cm, 2,7. Má số 5 là một cây phôi phíp đây một cây 1,8 nha hàng nhật bãi luôn Bác đã bắt quặng bắt hạng nè bên dưới đế nè. đấy tay cầm cái mút còn đẹp nè ngọn cần là hai ly trọng lượng là 140 g thu gọn cây này là 62,35 mươi hai cm dàn quen hạng luôn khoen zin nhá khoen zin hạng của nó bên trên khoen chạy một khoen chạy đây cây này bên trong đẹp nhá bên trong nước sơn đẹp rồi 1.8. Độ cứng cây này là 30k nha. Độ cứng cây này rất cứng. Rất cứng nha. Mã số 5 giá 220k. Mã số 5 giá 220. <laughs> Rồi mã số 6 là một cây Daiwa. Này. Cây Daiwa Swing chiều dài 2.7 độ cứng 10 bản Kodia xuất Nhật nha. Bản Kodia. Cái này ngọn là 2 ly trọng lượng là 218g. Bass Fuji FS7 có thể đựng máy lớn được cũng chỉ giúp keo còn tốt này <laughs> đấy chống nổ này dàn khoen Fuji nhá khoen bắt Fuji hết ngọn đây hai khoen chạy bên trên này đầu bu này đấy <laughs> đây hai khoen chạy ra nhá ngọn của đai qua thì các anh biết rồi những cái cần phím đai qua này cái ngọn của nó sẽ là màu trắng hết dính bụi tí. Đây. Đây có xước một ít nha. Có xưa xước vài nơi. Đây. Cái lông gốc của nó cũng còn nguyên quá nha. Cái này thì độ cứng 10 ra nha. Độ cứng 10. Ở đây nè. Ở đây nó cứng nha. Cái ngọn của nó sẽ có cảm giác. Ngọn của nó sẽ là 10. Mã số 6 giá càng là 350k. À. Mã số 6 giá 350k. <laughs> mã số 7 là một cây nhỏ gọn cây carbon nha đây rồi cái này là một cây của hãng alpha taker sport boa chiều dài một độ cứng 10 cho các nên cảm giác là bạn cô đi ra số nhật có tổng cộng là 6 lỏng họ hình đây nó có xước cái, cái, cái phần nước sơn uh, tem này. Tôi <laughs> cần là các bông xoắn ra nhá dàn khuyên hạng bác là Fuji ạ à. bác Fuji bác quặng ngọn cần là 1.3 ly trọng lượng là 100g cái này 100 g các nhá. Thu gọn là 42 cm. Tay cầm cán mút mềm. Phen sáng đẹp rồi. Ngọn đây, ngọn đặc nhá. Hai khi, một khi chạy bên trên. Và cái này thu ngọn đặc. Phôi là phôi carbon sẵn. Này phôi sẵn. Đây. Rồi, độ cứng 10 nhá. 1.8 cứng 10. Mã số 7 giá căn là 400k. Mã số 7 giá 400. Mã số 8. Đây, một cây dài hơn. Cái này của hãng Tati Enjoy nha. Đây, Tati Enjoy. Chiều dài 2 mét 1, độ cứng 15. Bạn cô đi ra số nhật luôn. Đây, hồi sẵn cho mình. Và cái này bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji phát quang. Đấy, khoen nguyên của nó nha. Khoen phúc phát quang của nó. Rồi ngọn căng là 1.7 ly trọng lượng là 125 g. Thu gọn là 47 cm. À, xứ rồi. còn nguyên không vẹn hết. Đây. Ngọn nè. Có một khiên chạy bên trên. Đấy. Tắt đi <laughs> enjoy các anh nha. Rồi, độ cứng 15, 21 cứng 15. Mã số 8 giá cần là 500k. Mã số 8 giá 500 nha. Mã số 9 là một cây cần dây trong ạ. À. Cần dây trong cho các anh đánh cảm giác nha. Cây này các anh câu ao hồ gần nhà và các anh câu mương câu suối nè. Đây. Cây này có thể câu đơn nha. Có thể câu đơn. Chiều ra 2m7 độ cứng 15. Thuộc hãng Shimano. Cây này là cây cần nhật luôn nha. Cần mấy Izaban luôn. Đây vẫn còn mã code nè. Tem vàng đầy đủ luôn bá là bát hạng I nhé à, bán bát hạng Shimano nhé Shimano không phải dòng iGOT cái hay dòng Shimano đây cái dòng này này hai speed nè bên dưới đây thôi là phôi carbon nha carbon Shimano ngọn cần là 2.7 ly trọng lượng là 147 g bốn rất nhẹ xứ là xứ xích này bên trong này. đậu bu to đậu bu phui xích môi trời chống sẵn đậu bu rất to <laughs> có tổng cộng hai lóng ba lóng nha, ba lóng. Các anh gọi là ba đốt nha, đây. Ba lóng cho mình. Đó Shimano. 201 độ cứng 15k nha. Đấy. Hai mét độ nha, hai mét cứng 15 Shimano. Đấy. Rồi, mã số 9 giá căn là 700k. Mã số 9 giá 700. <laughs> mã số 10 là cây hai khúc ạ. À đây hôm nay có hai 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 cây hai khúc biệt cho các anh nhá hai cây giống nhau nè cái này thì là một cây interline chiều dài hai m bốn độ cứng 80 độ cứng 80 thuộc bản Kodia số nhật nhá cái này bát tay cầm là cán bút này khá ok tầm trung bát là bát hạng bát quặng này bát rất bát, bát, rất là sáng và bên dưới đây. Này. Đấy, có khuyên cục dây bảo hiểm đầy đủ nha ngọn cần là 2.6 ly trọng lượng là 338 g cái này còn ok ngoại hình còn mới ca nhá xứ này đẹp hết này là bu nè độ cứng 80 lần ca nhá ngọn 2.6 ly ngọn cần là 2.6 độ cứng 80 mã số 10 giá cần là 600 k mã số 10 giá 600 cần dây trong thì các anh đánh đánh ngán dây trong thì các anh có thể lên lên khoen nhá lên khoen lấy cái phôi lên khoen ok cái tiếp theo một cái interline luôn chiều dài 2m4 độ cứng cao hơn độ cứng 200 cứng 200 lận ra nha ngõn căng là, là 2.8 ly trọng lượng là 317 g họ 2.8 này có khuyên cục dây bảo hiểm tay cầm được sân nhám này chắc đẹp Bá hạng bắt quặng xứ là xứ xích rồi đây đầu bu nè đầu bu xích luôn nha phôi sẵn này dài cái độ cứng cao độ cứng 8 200 lận ra nha mã số 11 giá căng là 750k mã 11 giá 750 <laughs> 12 là một cái màu tím <laughs> thuộc cần dây trong luôn nhá đây cần dây trong cái luồng vào bên trong đánh giá là à, đọc lạ cái này chiều dài 2m4 độ cứng là 30 thuộc bạn Korea số Nhật luôn đây Interway Idol em vàng vẫn còn và cái này tay cầm cánh bút nha bác là bác Fuji dbs bắt quặng dưới đây nóng căng là 2 ly trọng lượng là 233g ra nhá 233 ngọn đây độ cứng 30 cho cái đánh cảm giác nha đây, càng. rồi mã số 12 giá cần là 600k mã 12 giá 600 mã 13 là một cây độ cứng 80 nhá cái này đẹp nè cái này màu tím cái này là một cây này, của W nha. W Inter Interway nè chiều dài 27 bạn cô đi số nhật luôn đấy em vàng vẫn còn bát Fuji giá 7 bắt gặp nha ngọn cần là 3.4 ạ à. trọng lượng là 260g cái này độ cứng 80 luôn nhé cái xứ nó nhỏ bên trong này đấy màu tím rất đẹp cái này còn sáng nè đây xứ xích nha rất là dày xứ xích rất là dày đây bên trên này ở đây có bo chỉ chống nổ rồi xứ xích nè rồi cái màu tím nha mã số cần mã số 13 giá là 600k mã 13 giá 600 <laughs> câu đơn ngâm lăng xe có thể đánh lóc được luôn nha. những cây này rồi cây tiếp theo là một cây ba khúc cây ba khúc uh... cây ba khúc này chiều dài 3m3 độ cứng 50 cũng thuộc bản Kodia xuất nhật luôn nha Thường giấy trong của Kodia với Nhật Bản là nhiều và bát của nó là bát Fuji DBS bát quặng ngọn cần là 2.8 ly trọng lượng là 368g sứ xích là rất đẹp luôn bóng sáng căn cây này là phôi cấp bông sẵn ít nha sẵn hai da cái này còn sáng nè đẹp ba khúc sử xích hết đây nguyên vẹn hết cả nha rồi các bông sẵn ít thay da mã số 14 giá căn là 750 k mã 14 giá 750 rưỡi mã 15 là một cây ba khúc luôn cái này là một cây của hạng Ryobi nha, thuộc bản Kodia số Nhật ạ. À. Hãng Ryobi. Chiều dài cần là 3m3 độ cứng 50 luôn, đánh không cứng không mềm. Sử là xíu xích nè. Đấy. Tay <laughs> cầm là cán mút các nha, mút này cất, cứng cứng ạ, à. Mút, mút cứng nha, cứng. Đây, vẫn còn tem nè. Ngõn cần là 2.5 ly trọng lượng là 340g, bát Fuji chữ vàng, bát quặng. Ở dưới đây có dây buộc cho mình buộc cần đấy xe xích nha đầu bô xích mã số căn mã số 15 giá là 650 k à. mã 15 giá 600 rưỡi <laughs> <laughs> tiếp đến loại cần rút ạ à. cho canh đánh rút nha cái này là cây nội địa nhật luôn cái này phôi cần là phôi graphic chiều dài cần 3m6 độ cứng là tí nữa em nói nha Cái này thuộc hãng NFT Hàng nội địa Nhật Bản Bát Fuji FS7 nha bắt gọc Tay cầm được cuốn trị ạ Này được cuốn trị nè Ngón là 2.6 ly Trọng lượng là 316 11 gram nha Đây Tất cả dàn khoen khoen hạn hết Ở xem đi chống nổ Và cài khoen cài, cài, cài nắp nè Ngọn đây Ngọn cũng khá to 2.6 căng nha có hai khuyên chạy bên trên thì những cây này các anh có thể câu đơn ngâm lăng xe thoải mái nhé Đồng cá 2 3 kg cũng không thành vấn đề luôn. Câu hơn nhé. Đây. Ở đây thì nó có tình trạng đổi bọ nước sơn lóng thứ hai. Nhưng mà cái này đỏ đẹp này, nổi PT nổi đi Nhật. Độ cứng nó sẽ là 20 25k nhé Mã số căn mã 16 giá là 300k. Mã 16 giá 300. <laughs> rồi mã 17 là một cây uh, GOP nội địa nhật luôn rx 3, 36 cái này sáng đẹp luôn rất ok cái này rất bóng nè đấy bát Fuji f 7 bắt cọc nha cuốn trị nè đấy những cây phôi phíp thì họ thường là cuốn chỉ như vậy thôi họ không có lên kèo các nha nên các anh đừng có thắc mắc là bảo uh, các anh bảo là người Việt làm người Việt không làm nổi đâu đây cái người dùng không làm nổi đâu rồi rồi trọng lượng của nó sẽ ghi sẵn là ở đây thì em đo rồi em em cân rồi trọng lượng của nó là 324 g ngọn của nó là 2.3 ly độ cứng của nó cũng rơi tầm 20 đến 25 20 đến 25 nha đây còn sáng đẹp tổng độ đầy đủ luôn bên hạng đẹp luôn ngọn nè đấy sáng luôn sáng đẹp luôn coi nha rồi, rất sáng đẹp luôn. Mã số căn mã 17 giá cái này là 350k. Mã 17 giá 300 rưỡi. Kem vàng còn đầy đủ luôn. Rồi cái tiếp theo ạ. Cái tiếp theo là một cái Shimano nội đi Nhật Bản nha. Đây. Aerodynamic design đây. Cái này Shimano nhá, hãng Shimano. Cái cần Nhật kem vàng vẫn còn, bass Fuji FS7 bass gặp. Phôi là phôi phíp nhá. aerocad chiều dài của cần là 36, chiều dài càng 36 nha Đây. Ngón càng là 2.5 ly trọng lượng là 343 g loại càng xúc cho mình <laughs> Shimano bác uh, khuyên khen cái là khuyên Fuji khuyên gặp khuyên Fuji loại dưới trắng và trên hai kênh chạy em còn sáng đẹp luôn nha Đây. nguyên bản hết cái Shimano này các anh biết rồi Đây. cái ngọn nó sẽ là như vậy 36 nha chiều dài càng 36 ngoại hình thì nó sẽ có sơ xuất cái, cái phần phải nước, ngoài nước sơn nha phần ngoài nước sơn của nó Đấy. rồi độ cứng cần sẽ là 20 25 độ cứng cũng vậy 20 đến 25 nha và cái này mã số 18 giá là 380k mà 18 giá 380 mà. Shimano nội địa nhập cái tiếp theo một cây uh, Kingston Rock cái này là một cây uh, chiều dài 36 New Chista Nước sơn của nó là dạng màu đỏ, đỏ nhạt nha, đỏ nhạt 36, bát Fuji FS7 bát gọc Bên dưới đây à, Ngọn cần là 2.8 ly, trọng lượng là 370 g Cho các anh cầu đơn ngâm lăng xe, cầu ao hồ xong tự nhiên đầy đủ nha ok, semi chống nộ nè Nó giống cái loại cái nhựa kia nha các nha Đây, ngọn này, bên trên một hai cân chạy ngọn của nó còn rất là bóng luôn Đấy. thì cái này nó có uh, tình trạng nổi bọt nước sơn nhé đây ba bọt này. bên dưới có này có tình trạng nổi bọt nước sơn phần lóng thứ hai thì không có có một chỗ thôi còn lóng thứ hai có chỗ này nè đúng rồi có chỗ đó thôi nhé có chỗ này lóng uh, có tổng cộng bốn lóng lóng bên trên thì nó có ở đây <laughs> rồi độ cứng tầm 20 25, mã số 19 giá là 300k. Mã à, 19 giá 300k. À. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692 ạ. À. Tiếp đến là một cây Daiwa Kenzaki rất tuyệt cho các anh luôn. Ở đây hồi nãy nó có dán băng keo em có xé ra rồi, em chưa lâu uh, qua. Nó, 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 còn cứng kìa nhá em có xé băng keo của nó ra rồi rồi cái này thuộc hãng uh, Daiwa cái Kenzaki nội địa Nhật Bản luôn đây Daiwa qua in hai bên luôn nè đấy Kenzaki chiều dài cần 2m1 độ cứng 80 em báo vậy thôi là các anh biết cái cần này như nào rồi đây cái cầm bên trên nó là được bọc da bên dưới của nó thì được ốp ốp cái nhựa Daiwa của nó đây Daiwa. qua và ngọn cần là 3.7 ly trọng lượng là 460 g khoen bát Fuji hết bát là bát vặn nha đây, cái khoen này anh nhìn ra cũng biết anh nào ám hiểu về những cây cần này thì các anh biết rồi ờ, nha sứ Fuji hết sứ loại sứ biển hết và các anh có thể câu cá to đánh cha đánh bạo lực trên bờ hoặc đánh biển luôn mã số căn 20 giá 500 nhá mà 20 giá 500 khoảng 3.7 ly trọng lượng 460 g tem vẫn còn đầy đủ ạ đây qua rồi cái tiếp theo là một cây ba khúc cho các anh đánh biển luôn phải okay, đánh biển luôn anh nào câu bờ canh anh câu ngâm thì canh đánh nổi nhá đây cái này là một cây um, cái này là một cây action power 2m7 mét in Japan đây em chỉ đọc cái phần tên này và cái này thuộc nội địa Nhật Bản nhá 2 m độ cứng cần là 250 đến 350 mày Ford USA luôn là Mỹ luôn nè tem ở đây À, khen là khen Fuji nhá Khen Fuji chân quỳ Chân biển hết Đấy Cái này thì các anh về Ở đây thì nó muối muối cặn nó bám Các anh về Các anh vệ sinh giúp em nhé. Đây này Những cái muối vậy Em không có vệ sinh nổi đâu Đây Xứ xích rất là to luôn Cho các anh xem nhá Đây xứ xích nè Môi trẻ giống sẵn Phôi nè Phôi là phôi phíp nhá Phôi phíp nó pha cho mình Nó đen luôn nè Ba <laughs> khúc à Ngọn cần sẽ là 5.9 ly trọng lượng là 823 g, mã số 21 giá 700k. Mã 21 giá 700. Đây. 27 nha, cây cần nội địa Nhật Bản. Rồi tiếp đến là cần ISO câu gần cho ca. Hôm nay là có một cây nhỏ gọn trước đã. Cái <laughs> này là một cây hạng NFT chiều dài cần là 27. Cái cần phíp nội địa Nhật Bản, tem vàng vẫn còn mấy cái tem này. <laughs> cái này phôi phíp nha những cái kia phôi carbon rồi bát Fuji fs 6 bát gặp ngọn cần là 0.9 ly trọng lượng là 129 g thu gọn cần là 56 cm Chất nhỏ gọn dàn khoen Fuji hạng loại xứ xám luôn nhá khoen bát là khoen bát Fuji hết đây gọn này hai khoen chạy bên trên 2m7 nha cho các anh câu đơn này câu đơn câu gần gần thì các anh cái này các anh câu bè được nhá câu bè được đánh cá chấp cá hành được luôn. Cá nâu cá gì ok, bởi vì cây này nó ngắn 2.7. Câu gình thì nó hơi sợ cái gình nó cao quá. Rồi, 2.7 nha, độ cứng cái này ra rất thẳng luôn, ra rất là thẳng. Có thể câu tôm nè. Và cái này thì độ cứng của nó sẽ là một tầm tầm 2 nha, nó tầm hai cho mình. <laughs> Mã số 22 giá là 300k. Mà 22 giá 300. <laughs> Rồi cần cần carbon nha. Đây là một cây lóng dài. Mr. Carbon Kyoshi Can. Cây này cây cần nhật nha. Chiều dài cần là 5 4 độ cứng 1. Bass Fuji F6 bắt gặp keo của nó đây. Đấy. Và bên dưới đây ạ. À. Cái này thì ngọn là 0.8 ly trọng lượng là 212 g. <laughs> Khuyên bát Fuji hết nha. Ngọn đây. Ngọn nhỏ này. <laughs> các anh có thể mang câu gần, câu cạn hoặc là các anh có thể thả tay nha. Những cái này là cần câu như cảm giác câu tay vậy các anh nha. Phôi cá bột sẵn. Đấy. Rồi, cái này 5.4 độ cứng sẽ là độ cứng một à Độ cứng một à nha. <laughs> dòng cá to hoặc dòng cá to vẫn thoải mái nha. Không sợ gãy đâu. Các anh có kỹ thuật câu chắc là định rồi mã số căn mã số 23 giá là 600k mã 23 giá 600 <laughs> 24 là một cây 5m4 độ cứng 1 luôn 5m4 độ cứng 1 nhá cái này là một cây carbon rod thuộc bản Kodia xuất nhật bát Fuji FS6 bát gặp phiên bát Fuji hết bên dưới tay cầm sân nhám khối cần là carbon sẵn ngọn cần là 0.8 ly trọng lượng là 215g Trang khoen Fuji nhá Đây bên trên Đây, Để Nó có hình xúc cho tí Đây em sẽ chiếc keo cái khoen này xong Rồi ngọn bên trên hai ba khoen chạy này Đấy Ngọn nó đây Ngọn là ngọn rộng nhá Ngọn rộng Phôi là phôi cấp bông sẵn à đây em xin phép lướt nhanh nhá những cái này thì lóng nó nhiều lắm có lại những cái iso này bên trong của nó nó cũng không có sức nhiều như như những cây kia họ cũng gần mà ở đây đây ở đây sẽ có cái lóng thứ hai sẽ có ngoại hình tình trạng như vậy nè đấy là cái phần này, này. đấy đây em kéo lên cái lóng thứ hai luôn nhé cái đầu lỏng thứ hai đây <laughs> 54 độ cứng một nha rồi cái này ra càng thẳng, thẳng luôn. Mã suất cần là mã 24, giá cái này là 550k. Mã 24 giá 550. Mã 25 là một cây 5m3 độ cứng 2, cái này master, cây cần Nhật bại luôn, vẫn còn tem nè Đấy. Bát là bát hạng bắt gặp nha. Khoen của nó cũng là khuyên hạn khuyên dạng, khuyên, khen kim loại cho mình ngọn cân là 1.8 ly, cái này trọng lượng cao, trọng lượng 320g, cái phôi nó rất chắc đậy, cầm lên nè, trọng lượng nó cao nhé. Đây, cái lóng dài nữa, và dàn phiên hạn, này. đấy, kim loại hết nè. Ngọn đây, ngọn to, cái này ngọn to các nha, ngọn 1.8 ly là, đây em cho các anh xem nha, cho các anh xem phần ngọn nha đây nó dài bằng cái lông luôn nè rất dài rất dài nè phôi nè phôi cái này thì nó còn bóng luôn nhá phôi cây này còn bóng luôn đấy còn rất bóng cái này trọng lượng cao coi nhá rồi độ cứng hai cái này đánh thì nó nảy nè nó nảy nha nó cong công tốt mã số 25 giá cần là 500k và 25 giá 500 5m3 độ cứng 2 rồi 26 là một cây DOB nha DOB đề lớp -E, cần nội địa Nhật Bản em vàng đây cái này là góc của nó sẽ to to hơn những cái kia nha to hơn một tí ngọn căn là 1.6 ly trọng lượng là 400g bên dưới đây <laughs> tay cầm được cuốn chỉ bắt Fuji FS7 bắt cho máy to được cái nánh cá to dòng cá to được nha cái này thì nó có chiều dài là 54 độ cứng của cần là độ cứng 3 Ryobi nội địa Nhật Bản ngoại hình nó có sướng một ít xíu nhẹ nhẹ nè đấy nói chung cần Nhật Bản nhưng cái phần này nó đơn giản rồi các nha dạng khen khen bắt Fuji hết <laughs> bên trên là ba khuyên chạy ngọn cây này là 1.6 ly nha cái ngọn của nó đây khoảng 1.6 các nha đây năm mét tư độ cứng ba ca nha các anh có thể hạ tay đánh săn hàng nha đánh đơn đài câu đơn đài luôn câu đơn đài luôn ca nha cái này thì nếu mà hạ tay thì nó sẽ là chắc chắn sẽ là 4 h trên 4 h rồi còn hạ xuống hạ hạ tay hạ xuống tay như nào thì khi khi hạ quen sẽ biết nha rồi mã số càng mã số 26 giá càng là 800k à. À, 26 giá 800 cái tiếp theo cũng có thể hạ nha cái Suzumi chiều dài 6m3 độ cứng 3 cái này nội địa Nhật Bản luôn Đấy. cái cần Suzumi bác là bác Fuji với bác 7 bắt gặp nha bác dạng đồng nè ngọn cần là 1.3 ly trọng lượng là 353 51 kia. 351 dưới đây Đấy. rồi phôi là phôi suzumi nội địa nhật luôn nhá <laughs> đây bát nguyên bản luôn nè keo này rất cứng tốt luôn tem vẫn còn đầy đủ cần thì nó cụ thêm năm tháng nhá cái màu nước sơn nó cụ thêm năm tháng thêm bát fuji hết và ngọn đây <laughs> ngọn sẵn này ngọn nó màu mực luôn ngọn màu mực nhá mực hết toàn thang màu mực luôn nha đấy bên trong bên trên bên bên trong thì nó còn mượt này nó còn mực mài nhưng mà cho mình đấy. này xước thì nó sẽ có xước ra nhé Rồi, căn này ra rất là thẳng ạ. À. 6.3 độ cứng 3. Căn này mới nếu mà các anh hạ tay thì nó sẽ là trên 5H luôn các anh nhé. Hạ tay sẽ trên 5H. Rồi, mã số căn mã số um, 27, giá cái này là 1,3 triệu. À. À, 27 giá 1,3 triệu. <laughs> 28 là một cái ISO NFT. Cái căn NFT nè. Cái cần có chiều dài 5 3 độ cứng 1 dòng power loop. Cái này là một cái nội địa nhật luôn các nha. Nội địa nhật bản luôn. Và bên dưới của nó đây. cái cầm của nó nhỏ gọn ạ. À. ta ngón cần là 0.7 ly trọng lượng là 195 g Cái này giá sale nha. Bát của nó Fuji LS6 bát gặp Japan nè. đây bát đây. Đời này đời đời, đời gì em không biết. Đây. Cái bát của nó bass LLS6. Kiểu dáng nó khác và cái này cái ngoại hình nước sơn này nó có vài phần nó xước xước ở đây nhá Có đi kèm nắp chụp rồi. Đây, nắp chụp Fuji. Và cái này thì nó có dạng phen Fuji Six nhá. Đấy, Fuji Six <laughs> Ngọn nó đây ạ. À. Rồi, đặt tháp Long Phụng nha, em mời các anh xem. Đấy, đặt tháp Long Phụng nha. Độ cứng căng là độ cứng 1 ạ. Phôi còn đẹp, bên trong còn đẹp. bên trong còn đẹp ca nha, bên trong đẹp hơn ở ngoài nhiều cái vằn nóng thứ hai này sẽ có sơ xước nè nó chống cần nè cần da rất thẳng ra nha cái cần nở ft power loop rồi mã số căn mã số 28 giá cái này giá sale 1 triệu tư ra nha mã 28 giá 1 triệu tư và cái cuối cùng là một cái gamma nha cái cần của Gamma Katsu cần nội địa Nhật Bản chiều dài cần 5m4 độ cứng 1 những cái căn vít thì độ cứng dưới 1.5 hết các nha rồi bass Fuji F6 bắt gặp là phôi nè ở phần này nó cuốn trị chiếc keo rất đẹp luôn ngọn cần là 0.7 ly trọng lượng là 196 g ở dưới đây à, để bằng còn nguyên nha để bằng còn nguyên vẹn phôi còn nguyên đây cầm được cuốn trị chích keo rồi phôi cũng có suốt giống cây kia luôn đi hệt luôn nha có đi kèm nắp chụp bảo vệ đầy đủ và dàn khoen của nó khoen Fuji xích hết ạ à. ở đây không phải dơ hay là cái gì đây cái keo của nó keo cụ của nó keo của những cái cần mới á lột ra là nó sẽ sáng cả nha đây ngọn đây ngọn gamma bu Fuji xích này Động gamma này. này, Long Phụng luôn nhá, đặt thấp Long Phụng cho mình. Đây, càng này nó sẽ có cái cái phần lớp vỏ 2 k nhá, Gamma thì nó ngừng, ngừng sản xuất rồi. Càng này thì nó sẽ có nổi cái lớp vỏ 2 k nhá. Bên trên thôi, bên dưới đây thì nó màu đen. Này lớp vỏ 2k này cái phần rêu này, cái phần màu rêu nó chuyển lớp vỏ 2k đây nó có xước cái phần này ra nha sẽ là cái cần này nó có xước này nó cái phần lớp vỏ 2k ra nha đây là lớp vỏ 2k nên có nhìn nó sẽ cồng cờ nó giống như lột cái lớp vỏ rắn ra vậy. đấy đây rồi 54 độ cứng một ca nha Mã số cuối cùng mã 29 giá cần là 1 triệu 250 nha. Mã 29 giá 1 triệu 250 để gà mà. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. ủng hộ em một like và lực đăng ký ạ. Chia sẻ giúp em nha. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại của em trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692. Em xin chúc các anh đi câu may mắn nha. Và các anh bên em sẽ có giao hàng toàn quốc. Các anh nhận hàng được kiểm tra. Rồi em xin chào tạm biệt các anh ạ. À.